Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Hiện nay mình nói về tìm số tự nhiên x y biết x trừ cho 3 bằng y nhân cho x cộng 2 thì đã giải quyết được bài toán liên quan về x y hai ẩn số mà chỉ có một phương trình dấu bằng, như người ta gọi là phương trình nha các bạn. Chỉ có một phương trình thì các bạn hãy giải cái thằng giải nha các bạn. Các bạn phải quan sát giải thằng y theo thằng x hay là thằng x theo thằng y. Thì ở đây mình sẽ thấy thằng y nè là phép nhân nè, chuyển thằng này qua bên đây là chia, vậy là mình sẽ giải thằng y theo thằng x. Rồi mình viết lại cái đề trước nha các bạn. X trừ 3 bằng y nhân x cộng 2, thì đây là dấu bằng nên mình viết cái này ra phía trước và viết cái này ra phía sau để cho các bạn dễ thấy. Y nhân cộng 2 bằng x trừ 3. Ok chưa? Rồi, nhân nè, chuyển qua thành gì ạ? Thành chia. Nhân chuyển qua thành chia vậy y sẽ bằng x trừ 3 chia cho x cộng 2. Tiếp theo các bạn làm sao ở tử này mất đi chữ x bằng cách nè, okay. Các bạn nhìn ngang quan sát nha các bạn. Quan sát cái chỗ này rất khó, cái chỗ này rất khó. Ở dưới có x cộng 2 đúng không? Thì ở trên sẽ có x rồi nè. X rồi nè, cộng thêm 2 nữa. Ở dưới là x cộng 2 mà ở trên có x rồi, các bạn cộng thêm 2 nữa. Cộng thêm bao nhiêu thì các bạn trừ trừ bấy nhiêu, cộng 2 thì trừ trừ 2. Và các bạn trừ 3 các bạn viết lại nè. Các bạn hình dung không ạ? Các bạn quan sát ở dưới mẫu x cộng 2 mà ở trên có x rồi thì các bạn ghi x cộng 2. Vậy các bạn gạt cộng thêm 2 thì các bạn phải bớt đi 2, hiểu chưa? Và trừ 3 các bạn viết lại. Rồi, chia cho mẫu. Tiếp theo các bạn giữ lại thằng này và các bạn cộng hai thằng lại, trừ 2 trừ thêm 3 nữa ra là trừ trừ mấy à? Trừ 5. Vậy x cộng 2 trừ trừ 5. Để cái ngoặc vô để cho bạn thấy các bạn. X cộng 2 viết lại. Và đây là mẫu số chung. Bây giờ mình sẽ tách thành mẫu số riêng. Vậy là x cộng 2 chia cho x cộng 2 trừ cho 5 chia cho x cộng 2. X cộng 2 trên có rút vậy bằng 1 trừ 5 phần x cộng 2. Thì mình biết rằng x là y là số gì ạ? Số tự nhiên. Vậy 1 là số tự nhiên rồi, vậy thằng này cũng phải là số tự nhiên. Vì y thuộc vào n là số tự nhiên thì suy ra 1 cũng thuộc vào số tự nhiên và 5 phần x cộng 2 cũng thuộc vào số tự nhiên. Khi muốn thằng này là số tự nhiên thì 5 thì tương đương 5 phải chia hết cho x cộng 2. Đấy chứ? Khi các bạn thấy rằng x nè, x của mình nằm bên phải nè, được chưa? X của mình nằm bên phải thì các bạn tìm ước giúp mình. Còn x nó nằm bên trái thì các bạn tìm bội. X nằm bên phải nè, được chưa? Nằm bên phải tìm ước. Vậy tương đương x cộng 2 là ước của 5. Thì các bạn ước chính là gì? Ước là chia. Chia 1, chia 2, chia 3, chia 4, chia tới số đó. Vậy ước của 5, mình ghi bên đây nha. Ước của 5 gồm có 1 và 5, mình làm lẹ. Vậy x cộng 2 bằng 1 nè. X cộng 2 bằng 1 và giải ra thì các bạn sẽ có x bằng, chuyển vế đổi dấu là 1 trừ 2 ra trừ 1. Mà x cũng là số tự nhiên nên cái thằng này không thuộc vào số tự nhiên. X cộng 2 cũng vậy, x cộng 2 bằng 5, vậy tương đương x bằng mấy ạ? Chuyển qua 5 trừ 2 bằng 3 thuộc vào số tự nhiên. Nhận khi có x bằng 3 rồi, các bạn thế vào đây hoặc vào đây quyền của mình, được chưa? Thế vào đây, thế vào x bằng 3, thế vào đây, được chưa? 3 trừ 3 bằng mấy ạ? Bằng 0. Rồi 0 thì tương đương, mình giải phụ ở đây nha các bạn. 3 trừ 3 bằng y nhân 3 cộng 2. 0 nè, tương đương 0 bằng y nhân cho 5. Nhân chuyển qua thành chia nè, 0 chia 5 và y bằng 0. Ok chưa? Vậy mình sẽ có y bằng 0 và x bằng
sai chứ ạ. Rồi, thôi, xin chào và gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.